Mới đây, hơn 20 thanh niên tình nguyện từ thành phố Hồ Chí Minh đã di chuyển đến khu bảo tồn thiên nhiên biển Hòn Câu, nằm tại xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, nhằm dọn dẹp vệ sinh môi trường trên hòn đảo xinh đẹp này để bảo vệ môi trường cho rùa biển sinh sản. Với chủ đề giữ xanh biển đảo, nắm chắc chủ quyền, đây là hoạt động do nhóm các bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong nhiều năm qua. Khu bảo tồn thiên nhiên biển Hòn Câu là một hòn đảo có thắng cảnh thiên nhiên đẹp và hệ sinh thái đa dạng, nằm tách biệt với đất liền. Đặc biệt đây là một trong những nơi hiếm hoi có rùa biển vào sinh sản. Tuy nhiên nơi này lại đang phải đối diện với nguy cơ ô nhiễm môi trường nặng nề. Mới đây hàng chục thanh niên tình nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt ở hòn đảo này để phối hợp cùng cán bộ khu bảo tồn biển Hòn Câu và các chiến sĩ đồn biên phòng trên đảo tiến hành dọn dẹp rác thải, chai lọ, túi ni lông, trả lại vẻ đẹp vốn có cho hòn đảo này. Đây là lần thứ 3 chương trình giữ xanh biển đảo nắm chắc chủ quyền được tổ chức tại khu bảo tồn biển Hòn Câu. Đây là hoạt động quan trọng và có ý nghĩa thiết thực trước nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loại sinh vật biển hiện nay.